Chị ông nâu nâu nhiều quá. Anh có món gì làm từ chị ông không anh? Xời, món gì mà chẳng có em ơi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn món cánh gà sốt dòng nâu nâu cực ngon. Bước 1, cho gà vào tô, kèm một chút muối và giấm. Mang đi rửa sạch, rồi thấm khô cánh gà để ướp gia vị cho nó ngấm đều nha. Tới bước 2, cho gà vào đĩa, rồi ướp một chút muối, kèm với một chút hạt nêm và tiêu bột. Sau đó ướp đều và để 20 phút nha. Ướp xong, chúng ta sẽ cho bột năng vào lăn đều sau khi ướp để da gà khi chiên sẽ giòn tan và hạn chế bị bắn dầu. Bước 4, bắt nóng chảo rồi cho dầu ăn vào chiên gà. Khi dầu sôi rồi thì các bạn sẽ chiên gà tầm 3 phút rồi lật lại chiên tiếp cho tới khi nào cánh gà vàng ong nâu nâu. Ok, vớt gà ra cho ráo dầu rồi dùng chảo nấu sốt chị ong nha. Sốt thì các bạn cho 1 muỗng dầu ăn, 2 muỗng tương cà, 1 muỗng tương ớt, khuấy lên rồi cho 2 muỗng mật ong và 1 muỗng nước tương vào. Tiếp tục khuấy sốt cho đến khi sôi lên rồi các bạn sẽ cho gà đã chiên vào. Wow, đẹp quá. Lắc chảo đều tay rồi lật gà lại cho ngấm đều sốt nha. Nhớ follow nha. Ok, quá thơm ngon, đẹp mắt, dễ làm. Đúng không các bạn? Bây giờ thì cho ra đĩa và chuẩn bị thưởng thức cùng gia đình thôi. Nhớ chia sẻ công thức với ông nâu nâu này nha. Thơm quá. Ok, chúc các bạn thành công. Hướng dẫn làm mì xào cực ngon ngay tại nhà. Món này rất là nhiều bạn hỏi Hoshi xào như thế nào cho ngon nè. Thì ok, hôm nay Hoshi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để xào mì bài bản nha. Bước 1 là bắt một nồi nước sôi. Sau đó các bạn sẽ khứa mực xéo 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 xéo, giống như mình đang hướng dẫn rồi cắt mực ra thành từng lát. Ok, khi mà nước sôi lên rồi thì các bạn sẽ cho tôm vào luộc. Mình sẽ cho tầm 2-3 con nha. Bạn nào dùng phần đầu thì xem lại tập 2, mình có hướng dẫn sơ chế tôm rồi nha. Tiếp tục mình sẽ cho mực vào trụng sơ, rồi sau đó các bạn vớt ra liền để cho ráo nước. Lưu ý là cho tôm vào luộc trước, rồi sau đó trụng sơ mực thôi nha. Bước 2, mình sẽ cắt vài bẹ cải xanh ra từng khúc như thế này, vài bắp cải thảo. Các bạn cắt cho đều để lát nữa xào cho đẹp ha. Ok, thêm vài cọng cần tây, rồi hành lá cắt khúc. Các bạn cắt khoảng 4-5cm là ok. Sau đó mình sẽ cắt vài miếng cà rốt. Khi mà các bạn nấu ăn á, thì phải luôn luôn tập trung thì cái món ăn của mình nó mới thêm ngon và an toàn. Còn nấu ăn á, mà tâm hồn thả trên mây hay là để lang thang gì đâu đó thì khó mà được ngon lắm. Tỏi thì mình sẽ đập cho dập ra rồi sau đó băm nhuyễn. Đầu hành cũng vậy, các bạn cũng sắc mỏng đó nha. Bắt thêm một nồi nước sôi nữa rồi cho cà rốt vào luộc khoảng 15 giây. Rồi sau đó tới cải thảo 5 giây, rồi cải xanh nữa. Đừng quên thêm xíu muối nha. Ok, sau đó mình sẽ gấp ra cái vợt cho nó ráo nước. Rồi sau đó bẻ đôi gói mì và cho vào. Mình sẽ luộc sơ tầm 15 giây thôi nha, tại vì mình thích ăn sợi mì nó dai dai với ngon. Còn bạn nào mà thích ăn nở thì mình luộc thêm xíu nữa. Tôm thì các bạn sẽ bóc vỏ ra, sau đó chẻ một đường ở sống lưng vậy nè. Sau đó mình sẽ tách ra và cho nó nằm xuống. Đó, anh chị nhớ thả tim cho tôm nha. Bước 3, mình sẽ đun sôi dầu rồi cho tỏi, hành và phi vàng lên. Khi nó vàng và thơm rồi thì cho hải sản vào, rồi nêm một muỗng nước tương, muỗng dầu hào và một muỗng tương ớt. Ok, sau đó các bạn sẽ đảo đều hải sản lên. Rồi sau đó mình sẽ cho vào chút bột ngọt và đường, một chút tiêu nữa. Đảo cho tan gia vị rồi cho rau vào xào. Món này khá là dễ làm cho nên là phù hợp với tất cả mọi người luôn nha. Xào cho nó đều hết gia vị lên. Rồi sau đó mình sẽ cho mì vào. Đó, bạn nào mà ở nhà không có hải sản á thì mình thay thành xúc xích. Còn không có thì xào chay luôn với rau cũng vẫn ngon nha. Các bạn cứ nêm nếm giống như mình hướng dẫn là được à. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho vào miếng hành lá và cần tây, rồi đảo sơ sơ thêm một chút xíu nữa. Mình sẽ khuấy khuấy và đảo đều cái sợi mì để cho nó hòa quyện với gia vị. Chuẩn bị một cái đĩa, rồi tắt bếp, ngắt chảo xuống và cho mì ra thôi. Các bạn sẽ gấp hết mì ra trước, rồi sau đó cho hết rau lên. Cuối cùng mới là cho mực và tôm lên trên. Đó, hấp dẫn không? Thêm chén nước tương nữa. Vừa thôi chứ ăn không hết đâu nha. Cắt vài lát ớt cho vào cho nó thêm cay nữa. Bạn nào mà không ăn cay được thì khỏi chơi ớt. Đó, khuấy lên, mua cái mì về làm liền đi nha. Rắc thêm một chút tiêu bột lên trên để cho đĩa mì thêm thơm ngon. Làm thử con coi. Chấm miếng nước tương nè. Mùa này các bạn tự ở nhà xào ăn luôn cho nó chất, thơm ghê. Ok, chúc các bạn thành công. Ê, cho ăn ké chén anh ơi. À, của khách, của khách. Hướng dẫn làm thịt kho tôm, rất đơn giản và ngon. Đầu tiên các bạn cắt nhỏ tầm 4-5 lạng thịt heo. Bạn nào mà có thịt ba chỉ thì càng ngon nha. Nhưng mà nhớ rửa sạch thịt heo qua nước muối á. Sau đó các bạn sẽ cho tầm 3 lạng tôm rửa sạch cùng với thịt vào tô. Vậy là xong bước 1. Tới bước 2, chúng ta sẽ cắt nhỏ hành, tỏi, ớt. Từ lúc mà Hoshi ra cái series hướng dẫn cho mọi người học nấu ăn nội trợ này nè, thì được rất là nhiều bạn nhắn tin gửi hình món ăn cho mình, khen ngon rồi cảm ơn, trời hạnh phúc gì đâu luôn á. Rất là đúng với cái tâm nguyện mong muốn mà ban đầu mình tính ra cái series này. Ok, tỏi thì mình sẽ chừa nó một chút để lát phi với dầu nha. Các bạn cho vào thêm 2 chớ các lát nữa. Ai mà không ăn cay được á thì mình cho trái thôi. Ok, tới bước 3 thì mình sẽ cho vào 1 muỗng cà phê tiêu bột, rồi 2 muỗng cà phê hạt nêm, thêm vào 2 muỗng cà phê bột ngọt với lại 3 muỗng đường nữa. Muỗng này tầm 1-2 gram á. Sau đó mình sẽ cho vào 2 muỗng nước mắm, rưới đều ra, rồi cho thêm nửa muỗng dầu ăn nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đảo đều lên rồi cho vào 2 muỗng nước đường caramel. Ai mà chưa biết làm nước màu á thì các bạn xem lại tập 4 nha. Học nấu ăn mà bỏ qua tập 4 là mình giận luôn đó. Coi nè, thấy màu đẹp không? Tới bước 4, cho 1 muỗng dầu ăn vào, rồi phi vàng cái phần tỏi hồi nãy mình chừa lại. Đó, sau đó các bạn quay qua và chia đôi tôm với thịt ra. Tại vì tôm nhanh chín hơn thịt cho nên mình sẽ cho phần thịt vào trước nha. Nếu như các bạn mà cho hai thứ vào cùng một lúc á thì tới lúc ăn tôm sẽ bị teo và khô lại đó. Xóc xóc mấy cái lên cho nó đều gia vị nè. Có ai không biết xóc chảo không ta? Có nên ra một tập hướng dẫn mọi người xóc chảo không nhỉ? Ok, bây giờ mình sẽ cho tôm vào, đảo đảo con tôm lên. Rồi sau đó các bạn sẽ hạ nhỏ lửa lại, rồi cho vào chút nước để kho cho nó thấm nha. Đó,
hao cơm nữa rồi các bạn ơi. Trong thời gian này thì mình sẽ quay qua cắt vài khúc hành để chuẩn bị cho vào nồi kho cho nó thơm và đẹp nha. Mình sẽ rải đều nó ra ở trên bề mặt tôm thịt, rồi mở lửa lớn nấu thêm tầm phút nữa. Đó, tới khúc này nó thơm mà muốn ăn liền luôn á. Mùa dịch này mà ở nhà nấu mấy cái món như vậy cho gia đình ăn thì thực sự là không có điều gì tuyệt vời hơn nữa. Ngắt chảo xuống rồi móc ra tô để chuẩn bị ăn cơm nè. Các bạn học cái series này thì tập thêm cho mình cái tính tỉ mỉ nha. Móc đồ ăn ra thì cũng phải cẩn thận cho nó gọn gàng, tại vì khi nhìn vào cái đồ ăn của mình làm á mà nó đẹp thì tự nhiên mọi người ăn sẽ cảm thấy ngon hơn nha. Thí dụ như mình đang móc nè, các bạn thấy có thèm không? Chan thêm miếng nước kho vào để cho nó đậm đà nữa, rồi rải thêm chút hành lá sắc nhuyễn lên trên, cho thêm vài miếng ớt sắc lên nữa. Các bạn là nội trợ chuyên nghiệp mà đúng không? Thơm quá. Vậy là các bạn đã có một món ăn ngon dành cho gia đình của mình rồi. Ok, chúc các bạn thành công nha. Bữa nay mình nấu cho mình thì không thấy ai xin ăn ké ta. Hướng dẫn ngũ quả kho quẹt, ngon bá cháy. Bước 1, ngâm tôm khô qua nước sôi. Sau đó các bạn lóc cái da của thịt heo đi. Đã không? Sau đó các bạn lặn phần mỡ ra. Sau đó chẻ đôi và cắt từng khúc ra như thế này. Dùng để thắng tấp mỡ các bạn ha. Ok, còn phần thịt thì các bạn cắt ra từng sợi như thế này để lát nữa cho vào kho. Sau đó quay qua băm nhuyễn hành tỏi. Hành tỏi thì mỗi thứ 4-5 củ gì đó nha. Thêm vào đó là một chớ ớt sắc nhuyễn và hai sợi tiêu xanh. Các bạn sẽ cắt khúc ra như vậy nè. Sau đó mình sẽ dùng dao ép dập tiêu ra. Ok, đầu hành thì cũng vậy luôn ha. Để mà nói về độ ngon của cái món này thì các bạn không cần phải bàn nữa rồi. Ngon nứt vách luôn. Hành lá thì các bạn sắc nhuyễn ra để lát nữa mình sẽ trang trí sau cùng. Bước 2, các bạn sẽ đun sôi nồi cho nóng, rồi cho phần mỡ heo vào đảo đều tay lên. Các bạn lưu ý là sẽ khuấy đảo đều tay liên tục để cho cái phần tấp mỡ của chúng ta sẽ được vàng đều nha. Ok rồi nè, bây giờ mình sẽ vớt ra và dùng phần mỡ heo đó phi vàng hành tỏi, đảo đều lên một chút, rồi sau đó cho ớt và tiêu xanh vào. Bạn nào mà không ăn cay được á thì mình cho ít thôi. Sau đó cho phần tôm khô đã ngâm nước vào cùng với thịt heo, đảo đều lên rồi hạ lửa nhỏ để đó. Quay qua bước 3, pha gia vị nè. Cho vào chén 12 muỗng nước mắm, 4 muỗng đường, bạn nào khẩu vị miền Bắc thì 3 muỗng, còn miền Tây thì 5 muỗng ha. Sau đó cho vào nửa muỗng tiêu bột và 2 muỗng tương ớt, khuấy lên là xong. Quá đơn giản luôn đúng không? Bạn nào cũng làm được cho coi. Bây giờ thì mình sẽ cho gia vị vào nồi nè, rồi dùng đũa khuấy đều lên. Chưa gì mà nhìn đã hấp dẫn rồi thấy không? Sôi lên rồi thì các bạn sẽ cho vào cho mình tầm 3 tới 4 muỗng nước lọc. Tiếp tục sôi lên, các bạn sẽ vớt hết phần bọt ra là xong. Ok, hạ lửa nhỏ cho riu riu từ từ. Rồi tới bước 4, bắt lên cho mình một nồi nước sôi. Sau đó các bạn cho vào nồi nửa muỗng muối, rồi quay qua cắt rau củ. Bông cải thì các bạn lưu ý là cắt cuốn trước, rồi sau đó tách ra nó sẽ không có bị vụn nha. Khổ qua thì quá đơn giản rồi. Các bạn cắt đôi ra rồi bóc ruột là xong. Sau đó cắt xéo xéo từng khúc như thế này, khoảng 1 cm là ok. Cắt xéo xéo để làm kiểu đó mà. Đậu bắp thì các bạn cắt bỏ phần cuốn đi, nhưng mà nhớ lưu ý là đừng có cắt sâu vào đây nha. Cắt tới đây thôi nè, chứ nếu mà cắt sâu quá là tí nữa luộc nước nó vào nha. Bầu thì các bạn bỏ phần cuốn và chẻ ra làm hai, rồi cắt khúc khúc ra như khổ qua vậy đó. Ok, cà rốt thì các bạn gọt vỏ rồi chẻ ra, sau đó cắt từng thanh như thanh cua. Đây nè, để ý mình cắt cho các bạn xem nha. Đó, vậy là xong rồi, quá đơn giản cho cái khâu cắt thái luôn. Bây giờ thì nước sôi rồi, mình sẽ cho cà rốt vào luộc trước 1-2 phút. Tiếp tục là tới bông cải hay còn được gọi là súp lơ, luộc tầm 1 phút rồi cho khổ qua, bầu cùng với đậu bắp vào luộc chung. Các bạn nhớ là khi luộc mình sẽ cho muối vào nha. Rau củ sẽ lên màu khá là đẹp. Luộc cho tới khi nào miếng bầu vừa chuyển qua màu trong trong như vậy nè thì mình sẽ tiến hành vớt ra liền để cho rau củ của chúng ta sẽ giữ được cái độ giòn và ngọt ha. Xong, bây giờ mình sẽ quay qua sắp xếp rau củ vào tô. Bạn nào có đĩa thì mình dùng đĩa cũng được nha. Còn ai mà có cái tô trắng đẹp như Hoshi á thì mình dùng luôn. Wow, bây giờ thì phần kho quẹt cũng vừa xong luôn rồi nè. Các bạn đảo đảo lên, rồi cho phần hành lá sắc nhuyễn vào, rồi rải phần tấp mỡ lên bên trên. Đó, vậy là các bạn đã có được một cái nồi kho quẹt rất là ngon. Giờ thì tắt lửa và ngắt chảo xuống thôi. Hồi xưa giờ cứ nghĩ kho quẹt khó làm lắm đúng không? Xời, bây giờ đã có hồ si lo hết rồi ha. Sướng quá sướng luôn. Nhất các bạn luôn, nồi này ăn không hết đâu, cho nên mình múc ra chén. Wow, nhìn là thấy hao cơm rồi đó. Việc nội trợ bây giờ sao làm khó được gia đình hồ si đúng không? Ok, chúc các bạn thành công nha. Ủa, menu mình đâu có món này đâu anh. Khách yêu cầu, họ để xin. Công thức Hoshi để đây cho các bạn nha. Đừng quên like, share và đặc biệt là bấm theo dõi trang để ủng hộ Hoshi nha.